Bán thân cho đại gia. Cái con bé này làm mẹ giật cả mình. Để con làm giúp mẹ. Mai kia con đi học rồi. Một mình mẹ vừa hái rau đi bán, lại vừa cơm cháo. Tha thủi một mình, con thương mẹ lắm mà chẳng biết phải làm thế nào. Mẹ còn lo lắng bộn bề cho con đây. Lên một nơi mới, mọi thứ hoàn toàn xa lạ. Nhưng không sao, phải như vậy con gái của mẹ mới trưởng thành được. Chào mẹ, con đi. Đi mạnh giỏi nha con. Lên đến nơi nhớ gọi về cho mẹ. Giờ này ở nhà chắc mẹ cũng đang rửa rau. Một mình mẹ thì vất vả nhiều lắm. Mình nhớ mẹ quá. Chào cô bé, lại nhớ nhà hả? Ôi, cô Tâm, cô đi chạy thể dục à? Ừ, chạy từ xa cô thấy dáng người quen quen. Thì ra là cháu. Cháu ở ngay phòng đầu nhỉ? Vâng ạ, cháu ở ngay phòng đầu. Cô có ngôi nhà đẹp quá. Sớm cháu ai cũng khen cô có ngôi nhà đẹp. Cô có nhà đẹp, nhưng sống một mình trong đó cũng buồn lắm cháu ạ. Cô không có khả năng có con, nên cũng chẳng lập gia đình. Một mình mãi cũng thành quen. Mà thôi, bỏ qua chuyện của cô đi. Cháu đang nhớ nhà phải không? Vâng ạ, cháu nhớ mẹ quá. Cô hiểu mà. Cô cũng đã từng trải qua cảm giác như cháu. Cô sống thành phố này một mình cũng đã gần chục năm nay rồi. À, hay là cháu chuyển sang ở với cô cho vui. Nhà cô thì thoải mái rộng rãi, lại chỉ có một mình cô thôi à. Ôi, như vậy cũng được sao ạ? Nhưng mà cháu... Không nhưng nhị gì hết. Yên tâm, cô không có lấy tiền nhà của cháu đâu. Cháu một mình một phòng riêng không có ảnh hưởng gì đến việc học cả. Cứ thế nhé. Vậy để cháu nói với mẹ, rồi có gì cháu bảo lại cô nhé. Ừ, mẹ đồng ý thì dọn qua ở cùng cô luôn. Dạ. Mẹ ơi, con đây. Ừ, mẹ đây. Sang nhà mới có được thoải mái không con? Thoải mái lắm mẹ ơi. Nhà đầy đủ, tiện nghi. Mẹ nuôi lại rất tốt với con nữa. Chăm sóc con chẳng khác gì mẹ cả. Nên mẹ cứ yên tâm đi nhé. Nhớ lời mẹ dặn, chú tâm học hành con nhé. Mẹ cứ yên tâm ạ. Con luôn nhớ mà. Mẹ đợi con một tí. Mẹ nuôi gọi con gọi lại cho mẹ sau nhé. Đi làm tóc với mẹ đi. Sinh viên rồi con cũng nên thay đổi một chút. Chứ để mãi tóc thế này quê quá. Nhưng mà con có tốn tiền nhiều không hả mẹ? Cái con bé này, từ bây giờ đi với mẹ phải thật vô tư, không nghĩ tiền nong gì hết, nhớ chưa? Mẹ lo hết. Mẹ nuôi thật là tuyệt vời quá. Cái con bé này, nhanh đi thôi. Nhiều đồ đẹp quá mẹ nhỉ? Con thích gì cứ lấy. À, nay mẹ mới thắng dự án lớn, xíu mẹ cho chút tiền mà tiêu vặt. Mà thôi, cho luôn kẻo quên. Mẹ cho con tất cả chỗ này sao ạ? Chứ còn sao nữa? Mẹ ơi, con đang đi siêu thị với mẹ nuôi. Trong này ồn lắm. Con gửi lại sao cho mẹ nhé. Gợi cảm quá. Trong mình càng ngày càng sành điệu. Có chuyện gì mà mẹ gọi con nhiều thế ạ? Không có chuyện gì đâu con. Dạo này việc học của con bận quá hả? Mấy tháng rồi chẳng thấy con về nhà. Mẹ lo lắng quá. Khi nào rảnh con về mẹ nhé. Con bé nó thay đổi thật rồi. Trời ơi, lộng lẫy quá. Yên tâm, mẹ sẽ đưa con đến nhiều nơi như thế này nữa. Thật thế hả mẹ? Vậy thì tuyệt quá. Mẹ ơi, con đang bận lắm. Con bận quá, hay là mai mẹ lên thăm con nhé. Không cần đâu mẹ ơi, con đã bảo rảnh con về mà. Thấy mẹ nhé. Vào chồng của ta rồi. Ngây thơ lắm con ạ. Trời ơi, mình làm sao mà hoa mắt, chóng mặt thế này? Mình đang ở đâu thế này? Khách sạn sao? Tôi nói giá đó không được là không được. Ông trả thêm đi, nhanh lên. Tôi cho nó uống có một viên thuốc ngủ bỏ vào nước cam thôi đấy. Được rồi, vậy thêm 10 triệu nữa.
Hỉ thật, nó trốn rồi kìa. Bắt lấy nó. Đứng lại ngay cho ta. Con ơi, đứng lại đi. Không phải như con nghĩ đâu, đứng lại đi. Mẹ ơi. Ôi, con, sao con về giờ này? Mẹ ơi, con sợ quá. Xíu nữa thì con bị người ta lừa bán mẹ à. Mẹ nuôi đã bỏ thuốc mê vào nước cam của con. Trời ơi, cái gì? Mẹ nuôi là người như vậy sao? Lạy trời, thế con có làm sao không? May mà con chạy thoát được về đây với mẹ. Con sợ lắm. Con xin lỗi mẹ. Con đắm chìm trong những thú vui mà không thường xuyên quan tâm đến mẹ. Suýt nữa con đã... Con đừng có nói gì nữa. Ổn rồi, có mẹ đây rồi, con sẽ không sao hết. Điều kỳ diệu của tình yêu. Hoàng ơi, về thôi. Các cậu về trước đi, tớ còn dở việc. Chà, cậu lại nhận thêm việc đó hả? Gớm, tham vừa thôi. Cứ làm việc suốt ngày thế thì lấy đâu ra thời gian cho người yêu nữa. Lỡ cô ấy cô đơn quá, theo thằng khác thì sao? Các cậu cứ đùa. Cô ấy thừa biết tớ làm việc quần quật thế này cũng chỉ vì lo cho tương lai hai đứa mà. Thôi, cậu cứ ở lại mà lo tương lai đi ông cụ non ơi. Chúng tớ về trước nha. Ừ, chào các cậu. Alo, Lan hả? Cậu anh có chuyện gì thế? Anh Hoàng à, mình gặp nhau đi. Có chuyện gì thì em nói luôn qua điện thoại đi. Giờ này anh còn đang làm thêm mà. Ừ, anh à, chuyện này rất quan trọng, không thể nói qua điện thoại được. Em phiền quá, chuyện gì mà không nói qua điện thoại được chứ? Ừ, em muốn nói với anh lâu rồi, nhưng cả mấy tuần nay em không có gặp được anh. Em sẽ chỉ làm phiền anh lần này nữa thôi. Quan trọng thế cơ à? Được rồi, chờ anh nha. Có chuyện gì thế em? Anh à, em muốn nói là mình... chúng mình chia tay đi. Cái gì? Em đùa anh à? Đừng có lấy tình yêu suốt 8 năm của chúng ta ra giỡn như vậy. Anh giận đấy. Không, em nói thật, em đã có người yêu mới rồi. Em sẽ kết hôn với anh ấy. Chúng ta kết thúc tại đây đi. Sao? Sao có thể? Suốt 8 năm qua anh đã làm tất cả vì tương lai của hai đứa. Anh đã làm gì sai để em đi theo người khác? Hay là người ta có gì tốt hơn anh? Nói đi. Em xin lỗi. Em không biết phải nói thế nào hết. Có lẽ chúng ta hết duyên rồi. Chúc anh tìm được hạnh phúc mới. Chủ quán, cho thêm chai nữa. Chú ơi, tôi nghĩ chú không nên uống nữa đâu. Từ tối tới giờ chú uống nhiều lắm rồi. Ơi, chỉ có mặt em, cả đời em, đến hôm nay mới được thoải mái như thế này. Em phải uống, cứ lấy rượu ra. Hay, nhìn chú thì biết, thoải mái cái nỗi gì. Thôi, chú về nghỉ ngơi đi. Đừng hành hạ bản thân của mình bằng rượu như thế. Tôi không bán cho chú nữa đâu. Chị, bán cho em đi mà. Trên đời này em thương chị nhất. Không lẽ chị lại phụ lòng một người thương chị vậy sao? Cái chú này đúng là sai thật rồi. Tôi với chú không quen không biết, tự dưng bữa nay ra quán tôi rồi nói thương tôi nhất. Thật là... Thôi, về nghỉ đi chú. Ơi, em không sai. Em nói thật đó. Từ tối tới giờ em thấy chị luôn tay luôn chân, chẳng có lấy thời gian nghỉ. Lại nữa, lúc thì con ra xin tiền đóng học, lúc thì người ta gọi điện đòi nợ. Chị vất vả khó khăn như vậy, sao không thương được? Chú đúng là lạ thật đấy. Uống nhiều như vậy mà vẫn để ý được bao nhiêu thứ. Thì như một thói quen mà chị. Cuộc đời em cũng đi từ vất vả mà ra. Cho nên
Em rất sợ vất vả, sợ người thân yêu của mình phải chịu cực khổ, sợ... Ờ kìa chú, sao thế? Chị, sao đời em nó lại bất hạnh thế này? Em có tội tình gì chứ? Sao có thể? Nhưng là chuyện gì? Em và cô ấy yêu nhau tận 8 năm. Suốt 8 năm đó, em đã làm việc hết mình, không ngừng không nghỉ để kiếm tiền lo cho tương lai của hai đứa. Ấy vậy mà, khi ước mơ sắp hoàn thành, cô ấy lại bỏ em đi theo người khác. Ôi trời, ra là vậy. Đã vậy, tưởng người cô ấy theo giàu có thế nào, hóa ra chỉ là một nhân viên quèn. Em thật không thể hiểu nổi cô ấy nữa. Chị là phụ nữ, chị có hiểu không? Cái này tôi... Đó, chị cứ thử suy từ mình ra. Nếu chọn cuộc sống khó khăn, vất vả hiện nay của chị với việc có một cuộc sống đầy đủ, vô tư, vô lo, chị chọn bên nào? Tôi hiểu ý của chú, nhưng vấn đề là tại sao chú yêu cô ấy tận 8 năm mà chú không cưới cô ấy luôn đi? Vì em cần thời gian để ổn định công việc, kiếm thật là nhiều tiền để mua một căn nhà riêng và lo cho cuộc sống gia đình này chứ làm gì nữa chị. Sao chú không cưới cô ấy trước rồi làm những việc đó sao? Chú có nghĩ đó là những điều cô ấy cần không? Chắc là có. Mới chỉ chắc là thôi chứ chưa phải chắc chắn rồi. Hơn nữa, khi chú làm việc vất vả như vậy, chú có chia sẻ khó khăn của mình với cô ấy không? Em rất bận, vô cùng bận. Có rất ít thời gian để hai đứa gặp nhau. Hơn nữa, em cũng không muốn cô ấy phải lo lắng. Em chỉ cần cô ấy được sung sướng, thì em vất vả thế nào cũng được, chị ơi. Vậy là không ổn rồi. Chú yêu cô ấy thật đấy. Nhưng điều chú quan tâm và dành thời gian cho lại không phải là cô ấy, mà là công việc với tiền bạc. Còn cô ấy cần chú hơn hay cần tiền của chú hơn? Ví dụ như tôi đây nè, chú cũng thấy tôi rất vất vả phải không? Đúng vậy, vợ chồng tôi cưới nhau từ khi hai đứa không có gì hết. Nhưng chúng tôi vẫn rất hạnh phúc, bởi mọi khó khăn vất vả, chúng tôi đều được san sẻ cùng nhau. Thật ư, Bình ơi! Bình về rồi đó hả? Sao hôm nay đi lâu thế? Lâu vì bị thủng lớp xe, đen thế chứ, khổ thân. Thôi, Bình ngồi nghỉ, tôi dỡ đồ xuống cho. Hóa ra... tình yêu chỉ cần như vậy thôi sao? Tình yêu của mẹ. Đêm qua nhiều ca phẫu thuật khẩn cấp quá. May mà tất cả đều đã êm xuôi, không ca nào nguy hiểm tới tính mạng. Chị chắc mệt lắm rồi, chị tranh thủ chợp mắt một lát đi. Có chuyện gì em sẽ gọi. Không, sáng mai chị còn phải thăm khám mấy bệnh nhân nặng mới chuyển sang khoa mình. Chị không sao, pha ấm trà uống là sẽ tỉnh táo ngay. Em phục chị thật đấy, qua mấy ca phẫu thuật khó liền nhau căng thẳng thế mà. Tất cả vì bệnh nhân em mà. Nhìn ánh mắt khát khao sống và niềm tin mãnh liệt của họ đặt vào mình làm sao đành lòng nghỉ ngơi chứ. Thưa bác sĩ, có một bệnh nhân vừa nhập viện, bất ngờ phát hiện ung thư, khối u đã di căn từ phổi sang gan, hạch to tràn dịch màng phổi. Bệnh nhân khó thở, suy hô hấp mức độ nhẹ. Lập tức đưa bệnh nhân đi làm tất cả các xét nghiệm chụp chiếu phổi, gan và dùng ngay máy hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân. Bác sĩ, vấn đề là bệnh nhân một mực từ chối làm tất cả các xét nghiệm chụp chiếu. Sao lại có chuyện đó? Vì bệnh nhân đang mang thai ở tuần 27, thưa bác sĩ. Sao? Lại là một ca bệnh phức tạp. Mau dẫn tôi tới phòng bệnh nhân. Bệnh nhân Đỗ Thị Huyền Trang phải không? Bác sĩ, xin hãy cứu vợ tôi. Trời ơi, bệnh đã tới giai đoạn cuối mà cô ấy lại đang mang thai tuần thứ 27. Trang, tình hình của em hiện tại đang bị tràn khí màng phổi, hạch dày đặt hai bên cổ, khối u lớn ở trung thất, mang thai ở tuần 27. Các bác sĩ đã lên phác đồ điều trị, nhưng chị e rằng ta sẽ khó có thể giữ được thai nhi này. Không, bác sĩ ơi, con em chưa sinh ra thì xin bác sĩ đừng áp dụng biện pháp điều trị nào vội. Em chịu được. Bác sĩ à, em biết con được ở trong bụng mẹ ngày nào thì cơ hội con được sống càng cao ngày ấy. Bác sĩ, cô ấy thật sự đã chịu quá nhiều đau đớn nhưng vẫn rất quyết tâm. Bác sĩ, em có thể làm được. Chị cũng là một người mẹ. Chị chắc chắn hiểu hơn ai hết một người mẹ
có thể làm được những gì cho con mình mà. Các khối u sẽ khiến em khó thở, không thể nằm được, buộc phải ngồi 24/24 trong suốt thời gian điều trị. Các cơn đau cũng sẽ không để em ngủ yên. Giai đoạn này, bệnh nhân thường chỉ chợp mắt được khoảng 2 tiếng một ngày. Em chắc mình chịu đựng được chứ? Em chịu được. Em chịu được. Vì con, em có thể làm tất cả. Cố lên, Trang ơi, mình là một chiến sĩ công an cơ mà. Con trai, mẹ đang rất kiên cường vì con, chắc con cảm nhận được rất rõ phải không? Hãy kiên cường như mẹ, con trai nhé. Con chính là niềm vui lớn lao của cha sau này, và là niềm tự hào vô bờ bến của mẹ. Trường hợp của bệnh nhân Đỗ Thị Huyền Trang, thai nhi hiện đang ở tuần thứ 29, nhưng sức chịu đựng của bệnh nhân đã đến giới hạn. Tôi e bệnh nhân có thể lên cơn suy hô hấp bất cứ lúc nào, có thể nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con. Với bệnh nhân đặc biệt này cũng không thể gây mê, vì nếu gây mê thì khó có thể tỉnh lại được, cũng không thể tiêm thuốc an thần vì sợ dẫn đến suy hô hấp nặng hơn. Vì thế, trong suốt ca mổ, bệnh nhân gần như sẽ hoàn toàn tỉnh. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, rất mong sự hợp tác của các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Chúng tôi cũng đã sẵn sàng, hai kíp mổ và hỗ trợ sơ sinh sẽ lập tức được điều sang để thực hiện ca mổ. Em đã sẵn sàng chưa? Bác sĩ cứ cố gắng hết sức, được đến đâu thì được. Lấy được bé ra, con em sẽ phải tự chiến đấu với đời. Mẹ sẽ cầm cự đủ lâu để con chào đời, thiên thần bé nhỏ của mẹ. Cố gắng lên, chị tin em sẽ làm được. Phải gắng hết sức vì con, không được phép bỏ cuộc. Thiên thần đáng yêu của em đây, chúc mừng hai mẹ con. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn. Xin chào con yêu. Mong con sẽ chiến đấu tới cùng và mạnh khỏe lớn lên giống như mẹ con đã chiến. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that. Lòng đố kỵ. Cô Hạnh, theo báo cáo quý thì doanh thu của nhóm 2 giảm sút rõ rệt đấy. Cho nên, theo quy định chung của công ty, ban giám đốc định sẽ chuyển địa bàn miền Trung cho nhóm của Ngân. Ừ, giám đốc, sao lại thế ạ? Đây là một địa bàn rất tiềm năng, cho nên cần phải giao cho những đội có năng lực khá hơn. Đây là quy định chung của công ty, hãy cố gắng lên. Nếu kết quả kinh doanh của đội cô khá tốt, thì ban giám đốc có thể xem xét lại việc giao thị trường miền Trung cho nhóm của cô. Tất cả là tại cô ta. Mình căm ghét cô ta. Nếu không có cô ta, thì có phải là mình sẽ chẳng bị so sánh với ai không? Kia chẳng phải là chồng của Vân Anh sao? Lẽ nào họ có quan hệ bất chính gì sao? Đúng lúc Vân Anh đi công tác ở tỉnh xa chứ.
nhất định là mình phải lột trần bộ mặt thật của cô ta mới được. Này, ra đây tới có chuyện này. Cái Ngân trông hiền lành thế mà tâm địa thật kinh khủng. Phải, âm mưu cướp chồng của đồng nghiệp thì thật không thể chấp nhận được. Cậu nói ai cướp chồng người khác? Ai thì người đó tự khắc biết thôi. Ngân, cháu nên xem xét lại mối quan hệ của mình với chồng của Vân Anh. Trời, thưa giám đốc, sao lại có chuyện đó hả? Cháu có biết là trong mấy ngày qua, mối quan hệ giữa cháu và chồng Vân Anh trở thành mối quan tâm, xì xào và trở thành nỗi bức xúc của rất nhiều người trong công ty không? Giám đốc, chắc chắn là có sự hiểu nhầm gì đây. Chứ cháu không hề có. Ban giám đốc thấy cháu năng lực tốt, lại năng nổ trong công việc, nên dự định cân nhắc lên vị trí quản lý. Nhưng như thế này thì... Trời ơi, sao lại có chuyện này cơ chứ? Vân Anh, mới đi công tác về đấy hả? Ừ, mình mới về hôm qua. Ra đây tớ có chuyện này muốn nói với cậu nè. Ừ, tớ cũng không biết phải nói với cậu như thế nào đây. Ừ, về chuyện của Ngân và... Tớ biết cậu định nói gì rồi. Nhưng mà đó chỉ là hiểu lầm thôi Hạnh à. Những ngày đi công tác, tớ cần thêm số liệu tham khảo của địa phận miền trong, nên nhờ Ngân cung cấp cho và bảo chồng tớ qua lấy. Chồng tớ và Ngân còn là anh em họ với nhau nữa đấy. Khổ thân Ngân, không biết ai tung tin đồn Ngân cặp bồ với chồng mình, là mình phải đi từng nơi để thanh minh đấy. Ừ, là mình... Là cậu sao? Tôi xin trân trọng giới thiệu với các bạn. Sau một thời gian cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng, ban giám đốc đã quyết định bổ nhiệm đồng chí Ngân lên cương vị phó giám đốc công ty, chuyên phụ trách mảng bán hàng trên toàn quốc. Hạnh đi đâu thế? Ờ, tớ đi gặp giám đốc xin thôi việc. Ủa, sao cậu lại... Tớ không mặt mũi nào ở lại công ty nữa. Giáp mặt Ngân, tớ thấy xấu hổ lắm. Tớ đã để sự đố kỵ và tức giận là mờ mắt rồi. Thôi, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Hãy cho qua đi, chỉ là một việc nhỏ thôi mà. Ngân không phải là người để bụng như vậy đâu. Phải đó Hạnh. Cậu hãy ở lại đi, tớ không nghĩ ngợi gì đâu. Chúng mình hãy quên hết những chuyện vừa qua đi nhé. Sau tất cả những sự việc vừa qua, cậu vẫn tha thứ cho mình ư? Tất nhiên rồi. Chúng ta là đồng nghiệp tốt cơ mà. Cảm ơn Ngân. Cảm ơn mọi người. Những ngôi sao giấy. Nhanh lên các cậu, có thấy bó thạch thảo to đùng không? Quân Cận sắp tỏ tình với người đẹp thạch thảo lớp mình rồi đấy. Hôm nay sinh nhật Thảo, mình chỉ muốn tặng bạn ấy bó hoa thôi mà. Ra là tặng hoa thôi hả? Thế mà tụi mình cứ tưởng. Các cậu đừng có mà đi theo đấy nhé, mình ngại lắm. Được rồi, tụi mình sẽ đứng từ xa âm thầm cổ vũ cho cậu. Thạch Thảo, chúc bạn sinh nhật vui vẻ nhé. Cảm ơn Quân nhé. Biết Thảo thích nhất là loài hoa giống như tên mình, nên dù trái mùa, Quân vẫn tìm. Quân hy vọng rằng đến mùa thạch thảo vào cuối thu, Quân có thể tặng Thảo một bó hoa khác đẹp hơn. Hoa rất đẹp, Thảo thích lắm. Bạn qua lớp toán hay sang lớp mình tìm Thảo kìa? Lãng mạn quá. Đây là 100 bông hồng nhung như lời mình muốn nói với Thảo. Hãy luôn xinh đẹp và kiêu sa như loài hoa chúa tể này Thảo nhé. Cảm ơn Khoa nhiều. Các cậu ơi,
mình lên cả đây hát chúc mừng sinh nhật Thảo đi. Chúng mình lên ngay đây. Hôm nay vui quá. Thảo, Quân ngồi với được không? Ừ, Quân ngồi đi. Lâu nay Quân đã thấy Thảo gấp những ngôi sao này rồi. Thảo không cần phải giấu Quân đâu. Quân thấy rồi hả? Thảo gấp nhiều sao thế để làm gì vậy? Ngày mai đã là môn thi cuối, không lâu nữa là đến ngày tụi mình tốt nghiệp ra trường. Những ngôi sao này Thảo muốn dành tặng cho một người. Một người đặc biệt. Ừ. Người ấy là ai? Có thể nào là mình không? Cuối cùng thì ngày tốt nghiệp cũng tới. Quân có hơn một lý do để mong chờ ngày này. Giây phút này đến quên ăn, quên ngủ. Là Thảo tự may đấy, tặng Quân nè. Đẹp, đẹp, đẹp lắm. Vậy là những ngôi sao ấy đã không dành cho mình, có thể là cho Khoa hay một anh chàng nào khác. Mình phải đi trước đây Thảo ạ. Quân, Quân ơi, Quân! Sau buổi lễ tốt nghiệp hôm đó, Quân không còn gặp lại Thảo nữa. Quân rời đi khi những ngôi sao tình yêu của Thảo không thuộc về anh. Quân quyết định đi du học, đem theo cả mối tình đầu thầm kín. Dừng lại, dừng lại. Những ngôi sao này Thảo muốn dành tặng cho một người. Những ngôi sao của Thảo cô ấy đã tặng cho mình. Thảo ơi, nhất định anh sẽ tìm lại được em. Nhất định anh sẽ không để vụt mất tình yêu một lần nào nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.